Em xin chào toàn thể các cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh Đặng Đình Tú Vlog nha. Em xin chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì em cũng sẽ trở lại với các cô chú anh chị em một số những cái đề tài và vấn đề phát triển của các con chó Sù Bắc Hà, một trong những dòng chó bản địa tốt nhất Việt Nam, cũng giống như là đang được rất nhiều những các cô chú anh chị em săn đón trên thị trường chó bản địa. Nói chung là rất nhiều những cô chú anh chị em muốn tham khảo, rất nhiều các cô chú anh chị em cũng có đưa ra những ý kiến chia sẻ bàn luận, thì em cũng rất cảm ơn các cô chú anh chị em. Nhưng mà thật sự để Việt Nam có một cộng đồng chơi nó quy chuẩn, nó lành mạnh và nhất là phải đi theo đúng hướng, thì thật sự nó vẫn còn rất nhiều những cái điều bất cập cho những anh em đam mê và những các anh em mà nhân giống trong trại. Cái điều khó ở đây mà nói thẳng với các cô chú anh chị em là từ rất lâu rồi thì em cũng đã hiểu và đã biết đến, đó là chúng ta chơi bất kỳ những cái đam mê nào tại trên đất nước Việt Nam như chó, chim, mèo, gà, vịt, cây cối các kiểu thì nó đều nói chung là giới chơi thì nó đều có những cái độ khó khác nhau, thì cái này thì không ai có thể là không phủ nhận được. Nhưng mà đối với Việt Nam thì tất cả các câu lạc bộ hay là tất cả những cái thú chơi đam mê thì nó sinh ra ở một cái vấn đề, đó là tự phát và tự lập của cá nhân. Đấy, thì cũng rất nhiều người chơi đỉnh và cũng rất nhiều người chơi lang băm và cũng rất nhiều người chơi theo kiểu gọi là thích thú, sở thích. Đấy, giống như những cái clip trước thì em cũng đã nói rồi đấy, giới chơi thì cũng gọi là 9 người 10 ý. Đấy, cho nên là rất là khó khăn về cái mặt mà định hình, định dạng cũng giống như là quy chuẩn với những cái con chó Sù Bắc Hà như thế này. Cho nên là kiểu hình, kiểu dạng thì nó cũng rất là đa dạng và phong phú. Đấy, cho nên là làm sao mà nói chung là chơi ấy, nhiều các cô chú anh chị em hỏi thì chơi sao cho chuẩn Tú, thì đây là do cái cách chơi của mình. Đấy, chơi mà muốn chuẩn thì các cô chú anh chị em cũng phải tìm tòi, tìm hiểu, có thời gian suy ngẫm, có thời gian tìm hiểu và cũng có cả thời gian sàng lọc và chọn lọc. Đấy, nó rất mất rất nhiều những cái công sức, tiền bạc, thời gian. Đấy, chứ không phải là ít đâu nha các cô chú anh chị em. Đối với một số các cô chú anh chị em bảo là bỏ thời gian ra một vài năm thì có sàng lọc được hay không, thì nói chung là sàng lọc được các cô chú anh chị em ạ. Một vài năm thì các cô chú anh chị em muốn sàng lọc thì mọi người phải bỏ tiền ra để mọi người mua những con giống tốt về, mọi người phối ghép với nhau rồi mọi người sàng lọc ra những cái thứ mà chúng ta coi nó là vừa lòng, hài lòng của chúng ta để chúng ta chơi. Còn nếu mà để mà chúng ta suy ngẫm và để mà chúng ta gọi là chọn lọc một cách quy chuẩn thì một vài năm không bao giờ có thể chọn lọc được. Đấy, cái này nó phải lên đến cả hàng 5 năm trở lên. Đấy, chứ không một vài năm không là một cái gì cả. Cho nên vì sao em luôn nhắc lại là nó sẽ mất rất nhiều những thời gian. Đấy, cho nên là em cũng chia sẻ với mọi người là tại sao em có những cái con chó như thế này, thì thật sự một điều là rất là may mắn là thứ nhất. Thứ hai ấy, là em cũng rất là cuồng và em cũng bỏ rất nhiều tiền ra để thu thập tất cả các nơi lại với nhau và sàng lọc. Đấy, nhưng mà rất là đáng buồn các cô chú anh chị em nhé, cũng có vui có, buồn có. Đấy, nhưng mà có một những cái vấn đề đáng buồn sau khi nhân giống xong. Một cái điều đáng buồn đó là nhiều anh em chơi. Đấy, cứ tưởng là những anh em chơi gọi là cộm cán, cốt cách, nhưng mà thật sự những cái kiểu gen và kiểu hình của những anh em đó thật sự là nó không đạt được những cái mong muốn. Còn những anh em mà chơi mà tầm thường, bình thường, họ đưa ra những cái con giống và đời thứ 1, đời thứ 2, đời thứ 3 thì lại nhận được rất nhiều những cái quy chuẩn tốt. Thì thực sự phải nhắc lại với các cô chú anh chị em là không phải là con chó bố, con chó mẹ nó đẹp thì đẻ ra con chó con nó sẽ đẹp ngay được. Đấy, nhắc lại với mọi người như thế. Nó phải chứng tỏ bản thân gen của nó qua rất nhiều những các đời khác nhau. Không phải là cứ đẻ ra được đàn thứ nhất là nó đẹp, là chúng ta nói đẹp. Nó phải thử ở đàn thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và nhiều các đàn nữa khác nhau. Thì đó chúng ta mới gọi là đẹp. Đó chúng ta mới gọi là chất và đẳng cấp. Đó. Còn mà
đẻ ra được mỗi một đàn hoặc là nhìn thấy chó bố chó mẹ như thế. Thì thực sự là nói chung cái này thì nó thuộc cái vấn đề về bản gen, cho nên là các cô chú anh chị em cũng phải nghiên cứu kỹ. Còn tại sao đấy, nhiều các cô chú anh chị em hỏi em là thế tại sao thị trường nó lại bung, nó lại toang như là cái con cọc? Thì em cũng xin khẳng định với mọi người này, cái điều này em nói thật sự khẳng định mọi người luôn là đúng chuẩn 100% luôn. Cái giới chơi của Việt Nam, giới chơi đam mê của Việt Nam ấy, nó bừa bãi lắm. Không những là cái ở cái con chó, mà kể cả nói thẳng luôn là em cũng chia sẻ ở cái mảng lan luôn, nó bừa bãi lắm, nó linh tinh lắm. Khi mà một cái gì mà nó đến ngưỡng mà gọi là cái giá trị thì thật sự là người ta nhân giống rất là bừa bãi luôn, kể cả cái cây lan thế. Lạm dụng phân thuốc, rồi là lạm dụng đi tìm những cái cây giống nhau, có kiểu hình kiểu dạng giống nhau, như cái con chó Sù Bắc Hà này thế. Khi mà nó lên ngôi, tìm đủ các loại chó về để cho phối, rồi là một con có thể là phối, con chuẩn cũng phối, rồi là đưa ra thị trường những cái con chó nó thế nọ, nó thế trai. Thì thực sự mọi người phải hiểu rằng là khi mà phối chó không chuẩn, một con chó bố đi thi dính phải cái tờ giấy VKF0, nào là phối chó ta, nào là phối chó tây, nào là phối chó lai, nào là phối chó lung tung chó, xong rồi con nào đẹp thì bán, con nào không đẹp thì bán rẻ hoặc là thịt, nó làm cho cái kiểu gen ở trên thị trường nó rất là rối loạn. Cho nên là cái kiểu hình kiểu dạng mỗi con một kiểu, 10 con thì 9 con kiểu khác nhau. Đấy, đó là điều mà các cô chú anh chị em phải hiểu. Còn mọi người hỏi vì sao mà định hình định dạng được giống như ở trại chó của em nó không xê dịch nhiều như thế, tại sao những cái con chó nó lại định hình định dạng theo cái kiểu là nó gần như là nó tương đương như nhau? Thì đây là cả một cái quá trình sàng lọc và chọn lọc rất là dài hạn, chứ không phải là ngắn ngày và ngắn năm ngắn tháng. Đấy, để có một cái kiểu quy chuẩn như thế thì nó thật sự là rất mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc. Đấy, còn nói chung là khi mà cái thị trường mà đã hỗn loạn về kiểu gen như thế thì bung và toang là cái chuyện bình thường. Đấy, nhiều người quay đổ lại bổ trách VKA thế nọ, VKA thế kia, nhưng mà thật sự chính chúng ta làm hại chúng ta và chính chúng ta làm cho cái con chó bản địa của chúng ta nó bị lạc đi, mất đi những cái kiểu gen quý. Mọi người cứ phối lung tung một hồi, một thôi một hồi, ai cũng muốn tiền, sau này kệ mẹ chúng mày chơi, thì đéo là tao kệ chúng mày, trước mắt là tao cứ phối được nhiều, tao bán cho chúng mày được nhiều tiền. Đấy, còn sau này chúng mày muốn phát triển thế nào thì chúng mày phát triển. Đấy, thành ra là kiểu gen lung tung, 9 con, 10 con thì đến 9 con khác nhau. Xong rồi bắt đầu là đưa ra những cái luận điệu bảo ui, chó thế nọ, chó thế kia, chó mày không đẹp bằng chó tao thế nọ thế kia. Chúng ta chơi là phải có cộng đồng, mà cộng đồng là chúng ta phải bảo vệ nhau. Bảo vệ nhau để cho cái nguồn gen và nói chung là cái sự phát triển của nguồn gen cũng giống như là sự phát triển của một tổ chức hay hội nhóm câu lạc bộ, nó sẽ tiến tới những cái bước đường nó phát triển mạnh. Đấy, chứ không phải là chúng ta, để em cứu con này lên đã, chứ không phải là chúng ta chơi xong rồi để chúng ta chơi tiền, chúng ta cứ thấy lợi nhuận cao là chúng ta bắt đầu là suy nghĩ là phải nhân giống thật nhiều, phải nhân giống thế nọ, phải nhân giống thế kia. Thì thực sự với các cô chú anh chị em, con người nó cũng phải đợi đến thời gian rụng trứng, con chó nó cũng phải đợi đến thời gian rụng trứng xa lo thì chúng ta mới phối được. Đấy, mà bây giờ nhiều các cô chú anh chị em phản ánh và em cũng đồng tình luôn, đó là một con chó đi thi mà có dính cái tí cúp thì sau này về nó bán cả hàng trăm con chó con gắn mác là cái của cái con đó. Thì thực sự đây cũng là một cái tệ nạn, có phần đúng và cũng có phần sai, em khẳng định với các cô chú anh chị em là như thế. Còn các cô chú anh chị em cũng phải tỉnh táo, mua bán thế nào cũng phải tỉnh táo. Đấy, tốt nhất là nếu mà gần thì mắt thấy tai nghe tay sờ, cảm thấy ưng thì là xịt thế thôi. Chúng ta cảm quan như thế nào thì chúng ta phịch như thế, mua bán thế thôi. Còn mà bảo mà bây giờ thế nọ thế kia, em có thể là bảo là trại em là đúng nhất thì người ta cũng phải bảo là trại người ta là đúng nhất. Đấy, còn các cô chú anh chị em ai bán thì cũng nói hay và nói đẹp cả. Nhưng mà còn các cô chú anh chị em nhìn nhận như thế nào về cái con chó của mỗi người thì mọi người thích như thế nào thì mọi người chọn như thế. Đấy, đấy là em nói một câu công bằng luôn. Còn mọi người bây giờ nói bảo là thế nào là đúng nhất, thế nào là thế nọ thế kia, nó mệt mỏi lắm. Thà rằng chúng ta chơi cứ như là cái kiểu như là hiệp hội của chó giống nước ngoài ấy, thì nó quy định, nó quy chuẩn, nó phải nói là khắt khe, kỷ luật rất là cao. Cho nên là mọi người thấy không,
cái dòng giống Heiki, dòng giống Alaska hay những dòng giống lai tạo của người ta, người ta đưa ra những cái bản gen chuẩn thì cứ chơi theo bản gen đấy, những cái con nào không đủ tiêu chuẩn người ta sẽ tiêu hủy. Đấy, và người ta cho chết một cách nhân đạo. Thì nói chung là đấy, mọi người thấy không? Tây đấy, 10 con ra cả 10. Nó đều giống nhau hết. Tại sao cho bản địa Việt Nam lại không thể làm như thế được? Tại vì chúng ta còn lung tung, chúng ta còn linh tinh quá, mỗi người mỗi ý, và chúng ta còn có những cái dấu hiệu của cái việc chuộc lợi cá nhân. Đấy, ai chả mà chả thích tiền, nhưng mà để mà có một cái kinh tế gia đình bền vững, để chúng ta chăm chú cho cái cuộc chơi, để chúng ta trau dồi cho cái cuộc chơi như là em ấy, thì thật sự thì cũng rất là hiếm. Em nói thẳng như thế. Tại vì em có những cái công việc ở bên ngoài rất là vững chắc, vững chãi. Công việc chính của em không phải là kinh doanh và buôn bán chó. Em chia sẻ mọi người rồi. Đấy, em kiếm ra được rất nhiều tiền về kinh tế gia đình ở bên ngoài. Cho nên về cái vấn đề con chó, em sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu hoặc vài chục triệu để mua những con chó đẹp về để em phối. Và kể cả em cũng không cần phải bán chó, nuôi cũng được, không sao cả. Chẳng qua bán để phục vụ lại chính bản thân của nó thôi. Mua cám rồi là mua thịt bò, mua thịt heo, mua gà cho nó ăn thôi. Chứ thực sự mọi người bảo đến tận cả mấy chục con chó, một tháng nó ăn cả 2 tạ gạo. Rồi là chưa kể những cái phế phẩm gọi là ăn uống như là bò, gà, vịt, heo các kiểu. Thì nói chung là nó khá là nhiều tiền. Nhưng phải là ít tiền, sao mày lại cứ rơi xuống đây nhỉ? Hai cái con chó con này. Nghịch tụi ít thôi. Sa, nghịch tụi ít thôi. Thì đó là cái lý do và nguyên nhân hôm nay em chia sẻ cho các cô chú anh chị em. Đấy, cái sự bung và sự toang là ở chính cái sự phát triển bừa bãi và cái nhận thức bừa bãi của chúng ta để trục lợi cá nhân và lợi ích nhóm. Đấy, chứ nói chung là nếu mà chơi theo cái cộng đồng và chơi theo cái quy chuẩn như là kỷ luật như ở nước ngoài ấy, thì thực sự là chó bản địa Việt Nam sẽ phát triển rất là tốt. Và mọi người nhìn một em chó như thế này mà so với chó Alaska hay Heiki ấy, thì thực sự nó là một cái con chó cực kỳ đẹp, cực kỳ tốt. Đấy, mọi người thì nói chung là rất nhiều các cô chú anh chị em cuồng với những cái loại chó Tây, nhưng mà mọi người cứ thử một lần tiếp xúc với chó bản địa của Việt Nam đi, mọi người sẽ thấy rằng là cái giá trị bản năng của nó rất là tốt, và kể cả cái giá trị hình thể của nó, em nghĩ rằng con chó bản địa của Việt Nam nó cũng không thua kém gì những cái con chó của nước ngoài. Chẳng qua nó chưa được phát triển đúng và cái kiểu gen của nó còn đang bị loạn và bị lạc. Còn khi mà nó quy chuẩn đúng thì thực sự con chó Việt Nam là một con chó rất là đẹp. Đấy, mọi người thấy không? Nhiều anh em ở trên thành phố Hồ Chí Minh, ở Bình Dương hay ở Đồng Nai, hay kể cả ở Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau mua chó của em về. Mọi người nuôi với cả Heiki Alaska hoặc là mọi người nuôi với cả Shiba Inu, thì mọi người bảo là ui, con chó Bắc Hà này mà phát triển á, thì cái con chó Heiki Alaska thì không bao giờ mà so với độ đẹp và độ thông minh cũng giống như là có ích như là cái con chó Bắc Hà. Đấy. Và nhiều các cô chú anh chị em khác cũng bảo là chẳng qua là chó Tây thì nó có đẹp, nó có sức hút về cái mặt hình thể là nó to hơn chó Việt Nam thôi. Chứ còn chó Việt Nam mà như con chó Bắc Hà mà được khoảng tầm 20-25 cân hoặc 30 cân đấy thì là nó hoàn toàn nó đẹp. Đấy, mà chó Bắc Hà lại còn được cái bộ lông quy chuẩn nữa, chuẩn gen nữa, đúng ý nữa. Thì em nói thật với các cô chú anh chị em là Heiki Alaska chỉ có đứng nhỏm thôi, thẳng thắn luôn. Đó, cho nên là chúng ta cũng phải đánh giá nó rõ và kỹ càng đối với cái con chó bản địa của Việt Nam. Đấy, mọi người phải có những cái đam mê. Trời ơi, tao lại mày luôn. Trời ơi, chó ơi là chó. Đi về. Chúng ta phải có những cái đánh giá chung và đánh giá chuẩn để chơi nó mới cũng được chuẩn được. Đấy, chứ không thể nào mà chơi cái kiểu mà bậy bạ. Nó làm mất đi cái bản sắc dân tộc, nó làm mất đi những cái bản sắc riêng của cái con chó bản địa, một cái kiểu gen rất là quý của dòng chó bản địa của Việt Nam. Đấy, thì nói chung là ai có tâm huyết ấy thì cứ phát triển thôi. Còn ai không có tâm huyết thì thôi, kệ người ta thôi. Chứ bây giờ làm như thế nào được các cô chú anh chị em?
cuộc sống là cuộc sống của mỗi người, cho nên là chúng ta không có những cái hiệp hội tốt, không có cái sự phát triển tốt thì chúng ta thôi đành lòng phát triển theo kiểu cá nhân, bản thân thôi thì kệ nó. Đấy, còn các cô chú anh chị em mà mua bán, trao đổi hoặc là đam mê sưu tầm thì các cô chú anh chị em cũng phải có những cái nhìn, những cái đánh giá khách quan, khả quan để đúng để chúng ta chơi được những cái con chó đẹp. Như con này thì Alaska hay Haki thì chắc là khóc hết. Em gấu này thì thôi rồi lượng ơi luôn. Chép. Chạy à? Tôm. Em cũng chia sẻ một xí nữa cho các cô chú em thêm về cái mặt giá trị. Đấy, giá trị vật thể của cái con chó Sù Bắc Hà. Thì nói chung nhiều các cô chú anh chị em cứ bảo nó là đắt đỏ, nhưng mà thật sự khoảng tầm 8 cho đến 15 triệu hoặc 18 triệu những con chó VIP thì thật sự nó chả ăn thua gì so với những cái con chó Tây các cô chú anh chị em ạ. Mà chó Tây ấy, mọi người mua với một cái giá 6-7 triệu cũng chả phải là chó Tây chuẩn đâu. Đấy, cho nên là các cô chú anh chị em cũng cần phải lưu ý. Nói chung là đắt thì sắt ra miếng, chứ chả ai đi bán cho các cô chú anh chị em những cái con chó mà xấu mà lại bán với cái một cái giá là cao thì không có đâu. Đấy, con này nó nằm này, con này nằm nhìn hay không? Em này tên là Kante, em này tên là Sa Nisa, gọi tắt là Sa, con của con Nick. Em này tên là Kante, tên cầu thủ bóng đá. Ý, tôm sắp sửa xong hết lông rồi, còn khoảng 15% nữa thôi. Đấy, 15% nữa là xong. Hôm nay là một ngày gọi là mưa ở Tây Nguyên nhé các cô chú anh chị em. Đấy, chuồng trại nó vẫn chưa được xịt từ sáng đến giờ, tẩy rửa thì nó vẫn chưa được gọi là khô khắn. Nói chung là nuôi chó mùa nào cũng gọi là rất là vất vả. Mùa mưa thì ướt át, mùa khô thì nóng. Được có mỗi cái mùa xuân là cái mùa gần Tết ấy, nhưng mà mùa gần Tết hiện nay thì nói chung là biến đổi khí hậu cũng chả thấy mùa gần Tết. Nó lạnh lạnh, xe xe lạnh, đợt trước cũng thấy lạnh lạnh đấy, nhưng mà đợt này lại mưa rồi thì lại cũng chịu. À, vào lại chọc mấy con chó con trước khi kết thúc video cho các cô chú anh chị em xem. Nào, bây giờ ơi, em sáng này, sáng là mới cho nó uống những cái loại vitamin này. Đấy, các cô chú anh chị em những cái loại vitamin bổ sung cho chó con này này, như bổ sung sắt, bổ sung kẽm, bổ sung canxi và một số những cái loại vitamin khác, thì các cô chú anh chị em cứ ra cửa hàng thuốc của người ấy bảo bán cho, ví dụ như những cái con chó mà dưới 1 tháng tuổi như này thì chúng ta mua cho trẻ khoảng tầm từ 6 đến 1 tháng tuổi cho nó uống thêm những cái loại vitamin đấy, để cho nó khỏe hơn, hệ miễn dịch nó tốt hơn, hoặc là kể cả thuốc sốt, thuốc đi ỉa, chúng ta cứ căn chúng ta mua theo trẻ em từ 6 đến 1 tháng tuổi đấy, chó nó uống rất tốt đấy và rất nhanh khỏi đấy, đấy là cái tư vấn sơ sơ. Ăn no bắt đầu ngủ trưa đấy. Hôm qua mới thay cái bánh xe ô tô, để đây để cho nó cắn, nó xé rồi nó chơi, nó nghịch ở trong này. Con này này. Bắt đầu đấy. Thì bọn chó con này thì nghịch sướng lắm các cô chú anh chị ạ. Bọn chó con này này nghịch sướng lắm. Tầm này từ 1 đến 3 tháng tuổi nhìn nó rất là baby, nhìn rất là cute, nghịch ngợm, rất là hay luôn. À, để cho nó ngủ. Cũng thông báo với các cô chú anh chị em ở cuối video nhé.
Thì tối hoặc là chiều có thời gian rảnh thì em sẽ lên cho một các cô chú anh chị em một vài những cái con chó giống để mọi người về nhân giống hoặc là mọi người về chơi đẳng cấp. Đấy, từ giống cái cho đến giống đực. Đấy, em cũng muốn giảm tải tại vì là cái công việc sau cái năm 2022 này bước sang năm 2023 thì thật sự nó là cả một cái khối lượng công việc cực kỳ lớn và rất lớn. Đấy, cho nên là em cũng muốn giảm tải một xíu. Thì các cô chú anh chị em nào có ý định làm trại này, thứ nhất này, thứ hai là có ý định mà nhân giống sinh sản tại gia đình, kiểu như là cấp độ gia đình ấy, thì các cô chú anh chị em cứ liên hệ với em qua Zalo hoặc là điện thoại 0378585785. Đấy, thứ nhất là nói chung là em sẽ tư vấn cho các cô chú anh chị em từ việc làm chuồng trại cho đến cái việc mà nuôi dưỡng. Đấy, nếu các cô chú anh chị em tâm huyết và muốn làm, muốn nuôi về cái giống chó Su Bắc Hà này, hoàn toàn miễn phí nhá, không có lấy phí lấy phiếc các cô chú anh chị em đâu. Em chia sẻ được ở trên video này, nhiều các cô chú anh chị em gọi đến hỏi để muốn nuôi sinh sản gia đình và cũng làm một phần kinh tế, hỏi là thế có phải học, có phải mất phí gì không. Em chia sẻ được ở trên video này miễn phí, thì cũng có thể là chia sẻ cho các cô chú anh chị em ở điện thoại, ở Zalo cũng miễn phí hết, không bao giờ tính phí nhá. Chơi những các cô chú anh chị em cộng đồng chơi càng rộng càng mạnh thì con chó Su Bắc Hà này nó sẽ càng phát triển và sẽ vươn lên đến những cái tầm cao mới. Đấy, đó là cái sự chọn lọc. Còn các cô chú anh chị em nào tâm huyết cứ gọi cho em. Đấy, em biết cái gì em chỉ cái đấy, từ cách làm chuồng trại cho đến nuôi dưỡng và sinh sản chó to chó con. Đấy, theo cái cách hiểu của em và theo cái kinh nghiệm cá nhân bản thân của em nuôi từ năm 2009 đến tận giờ là năm 2022, sắp sửa bước sang đến năm 2023. Đấy, thì mọi người cứ căn chỉnh. Đấy, cần gì thì cứ gọi, cứ hú cho em một tiếng. Rồi, em xin chào và gặp lại các cô chú anh chị em ở những video clip tiếp theo nhá.